Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mắt Hôm. Tiếp tục chuyên mục Nhà đẹp Mắt Hôm số lần này, chúng tôi xin phép giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Nhiều có địa chỉ tại Đồng Tháp. Công trình ngày hôm nay sẽ là một mẫu nhà vườn. Và trước khi đi vào chi tiết công trình thì chúng tôi xin phép giới thiệu thêm với quý vị một số thông tin về công ty của chúng tôi, đặc biệt là đối với những ai lần đầu xem kênh YouTube của Mắt Hôm. Mắt Hôm là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói với nhiều năm kinh nghiệm. Các dịch vụ của công ty hiện tại gồm có thiết kế thi công, cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh, thiết kế và thi công nội thất. Ngoài ra thì chúng tôi còn có showroom đặt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 08281 33333. Đội ngũ của Mắt Hôm sẽ luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho quý vị. Công trình của gia đình chú Nhiều được triển khai theo lối kiến trúc hiện đại với sự kết hợp cùng với hệ mái Thái. Đặc trưng của những công trình mái Thái chính là độ dốc nên sẽ giúp công trình trở nên cao ráo và ấn tượng. Ở đa số công trình, màu sắc quyết định rất là lớn đến tính thẩm mỹ. Vẫn như nhiều công trình trước đây, chúng tôi lựa chọn màu trắng để làm màu nền và gam màu nâu cà phê là màu sắc điểm nhấn, được sử dụng cho vị trí tiếp giáp với sàn và mái. Đồng thời thì gạch Inox cũng sẽ được sử dụng ở nhiều vị trí như là mái sảnh và một số vị trí tường. Đây là loại gạch được sử dụng phổ biến cho cả nội thất và ngoại thất công trình bởi nhiều ưu điểm vượt trội như là tính thẩm mỹ cao, chống cháy, kháng nước, dễ dàng vệ sinh, v.v. Trên màn hình quý vị lúc này là góc nhìn thấy được bên hông và phía sau công trình. Màu sắc hay các vật liệu trang trí đều có sự tương đồng. Đây cũng là vấn đề mà chúng ta cần lưu ý, cần đảm bảo sự đồng nhất, kết nối giữa các mặt, tránh việc sử dụng tùy ý để không khiến cho công trình trở nên rối rắm. Ở công trình này thì ngay vị trí chân tường chúng tôi ốp đá rối, loại đá này màu sắc kích thước không đồng nhất, bề mặt sẽ có độ gồ ghề nhất định, tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc gần gũi, lại vừa sang trọng. Đồng thời thì nó còn góp phần bảo vệ chân tường tránh khỏi các tác động đến từ bên ngoài. Về hệ thống cửa thì toàn bộ cửa ở công trình này đều sẽ là cửa chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Như vậy thì công trình sẽ đón nhận một cách triệt để ánh sáng từ bên ngoài. Chuyển sang hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, công trình này sẽ được xây dựng về hướng Đông Bắc, kích thước là 11,3 x 14,4m, diện tích rơi vào khoảng 123m2. Về các khu vực chức năng, từ vị trí sảnh chính bước vào là tiền sảnh rồi sẽ đến khu vực thờ tự, theo đúng với yêu cầu của gia chủ. Khu vực thờ tự thì có diện tích là 14m2. Thiết kế về bên trái là phòng khách, nơi đón tiếp khách đến chơi nhà với diện tích là 18m2. Ở đây thì chúng tôi cũng đã khai thác hai ô cửa sổ về hai phía của công trình. Phía sau phòng khách là khu vực bếp ăn, có diện tích 17m2. Từ vị trí sảnh phụ bước vào thì chúng ta sẽ đến được với không gian bếp ăn. Thiết kế này rất là tiện cho việc di chuyển cũng như là thông gió. Ngay bồn rửa thì chúng tôi khuyến khích quý vị mở thêm một ô cửa sổ để có thể tạo nên không gian mát mẻ. Đặc biệt là chúng ta sẽ tránh được lối cửa chính khi có khách đến chơi. Công trình này sẽ có 3 phòng ngủ và được thiết kế co cụm lại với nhau. Trong đó thì phòng ngủ số 1 có diện tích 16m2, phòng ngủ số 2 và số 3 thì có diện tích lần lượt là 13m2 và 12m2. Trục giao thông ở giữa nhà thì rộng khoảng 1,1m, tương đối thoải mái cho quá trình di chuyển cũng như là những lúc chúng ta khuân vác bưng bê đồ đạc. Cuối cùng là khu vực tắm và vệ sinh, cả hai được đặt về cuối công trình, thiết kế tách biệt và liền kề với nhau. Nhà vệ sinh có diện tích là 1,7m2, còn khu vực tắm thì có diện tích là 2,2m2. Lavabo sẽ được đặt liền kề ở bên ngoài và để đảm bảo sự tiện nghi nhất có thể thì chúng tôi khuyến khích là quý vị đặt thêm một lavabo nữa bên trong khu vực vệ sinh. Cũng thông qua mặt bằng này thì chúng ta thấy được các lối tiếp cận ở công trình, cụ thể ở đây là 3, một cửa chính, một cửa đi ở sảnh phụ và một cửa hậu. Từ đây thì việc di chuyển giữa bên trong và bên ngoài công trình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời thì đây cũng là giải pháp để lưu thông không khí, đón nhận một cách triệt để gió và ánh sáng tự nhiên. Từ đó thì sẽ đảm bảo được là bên trong công trình luôn thông thoáng, tránh cảm giác ngột ngạt hay là tù túng. Để quý vị biết được cụ thể các kích thước liên quan đến các khu vực chức năng, khoảng cách từ vị trí này đến vị trí khác, cũng như là từ khu vực chức năng này đến khu vực chức năng khác, thì chúng tôi có mặt bằng xây dựng. Chẳng hạn thông qua đây thì chúng ta thấy là khoảng cách giữa tâm hai trụ cột ở sảnh chính là 3,3m, hay là từ trục A đến trục B là 3,9m, từ trục B đến trục C là 3,6m. Kích thước chính xác ở từng vị trí như vậy thì sẽ giúp cho việc thi công trở nên dễ dàng hơn.
Tiếp đến là về chiều cao, công trình này có chiều cao được tính từ cốt 00 lên đến đỉnh mái là 7,7m, chiều cao ở tầng 1 là 3,9m, chiều cao mái là 3,8m. Mái thái có chiều cao rất là nổi bật, điều này không chỉ giúp công trình ấn tượng mà còn giúp thoát nước mưa nhanh hơn, tránh tình trạng ứ động. Tiếp đến là mặt cắt AA ở công trình. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được kết cấu bên trong với các cấu kiện như là mái, cột, sàn, v.v. Và quý vị có thể xem về phương pháp thi công phần mái tại đây. Với công trình này thì chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông cốt thép ở các áp mái, đổ dìm mái, xây tường thu hồi các viền kèo tạo độ dốc, hình thức mái rồi lợp ngói. Mái thái sẽ có cách thức thi công phức tạp và lâu hơn so với mái Nhật hay là mái bằng. Việc đổ sàn bê tông cốt thép cho cốt áp mái thì rất là cần thiết. Chúng ta sẽ yên tâm không phải lo về việc nước mưa bị ngấm dột, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của chúng ta. Và trên thực tế thì cũng đã có rất là nhiều trường hợp tương tự như vậy xảy ra. Tiếp đến thì sẽ là mặt bằng chi tiết và mặt cắt nhà vệ sinh, nhà tắm. Những khu vực này được xem là không gian phụ cho nên là chúng ta thường không chú ý. Bên cạnh đó thì đây lại là khu vực ẩm ướt, dễ sinh mùi hôi cũng như là ám mùi cho nên là chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Thông thường thì khu vực vệ sinh và khu vực tắm phải được hạ cốt sàn, thấp hơn sàn của những khu vực còn lại. Ngoài ra thì sàn sẽ được đánh dốc về phía phở thu nước. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng điều chỉnh hướng chảy của nước, tránh việc nước tràn ra bên ngoài. Xem tại mặt cắt nhà vệ sinh thì quý vị sẽ thấy là trần nhà vệ sinh luôn thấp hơn các khu vực khác. Mục đích chính là để tạo nên sự cân bằng về mặt không gian. Vì nhà vệ sinh kích thước nhỏ, nếu như mà trần cao thì chúng ta sẽ có cảm giác là không gian bị hút về phía trên. Chúng tôi cũng đã tận dụng không gian ở phía trên nhà vệ sinh để bố trí nhà kho. Như vậy thì phần nào đó đã giúp tối ưu hóa không gian. Tiếp đến là mặt bằng bố trí cửa. Thông qua đây thì chúng ta có thể xem được vị trí, số lượng và cả kích thước. Kích thước cửa chính ở công trình này tính cả khuôn bao sẽ là 2500 x 2700mm. Muốn biết xem đây có phải là kích thước hợp phong thủy hay là không, thì đầu tiên chúng ta cần tính được kích thước thông thủy, sau đó tra cứu bằng thước lỗ ban. Ở đây thì chúng tôi tính được kích thước thông thủy là 2380mm, nhập con số này vào thước lỗ ban 52,2cm tại trang web mahomrup.vn thì quý vị sẽ nhận được kết quả thuộc cung tiến bổ nằm trong khoảng nhân lộc tốt. Tại khoảng này thì chủ nhà sẽ luôn gặp sung túc, phúc lộc, nghề nghiệp luôn phát triển, năng tài đắc lợi, con cái thông minh, hiếu thảo. Có thể thấy đây là một kích thước rất là tốt với nhiều ý nghĩa may mắn và cát lành cho nên là chúng ta có thể yên tâm. Về vấn đề kết cấu thì với công trình này chúng tôi sẽ lựa chọn hệ móng là móng cọc bê tông cốt thép 250 x 250mm. Nhiều công trình chúng tôi thi công xây dựng tại khu vực Tây Nam Bộ sẽ ép cọc do khu vực này đất nhiều bùn gần với sông ngòi kênh rạch. Thông thường thì trước khi quyết định sử dụng loại móng gì chúng tôi đều khảo sát nền đất và kết hợp với đó là tính toán tải trọng công trình. Quá trình khảo sát nền đất sẽ được chúng tôi thực hiện trong quá trình về tận nơi ký kết hợp đồng và trao đổi với chủ đầu tư. Dù là quý vị ở bất cứ tỉnh thành nào thì đội ngũ của Mahome cũng sẽ về tận nơi để đo đạc và khảo sát. Ở mặt bằng móng thì chúng ta sẽ thấy tổng số lượng cọc ép là 25 cọc. Mỗi đoạn cọc tạm tính dài 10m sẽ gồm có một đoạn thân dài 5m và có một đoạn mũi dài 5m. Tiếp đến là hồ sơ điện nước. Ở đây thì chúng tôi sẽ có tất cả các thông tin trình bày về vấn đề thi công lắp đặt điện, nước. Ở hồ sơ này thì sẽ có các mặt bằng như là mặt bằng chiếu sáng, thông gió, mặt bằng bố trí, ổ cắm, internet, mặt bằng điều hòa, bình nóng lạnh, mặt bằng chống sét tiếp địa, mặt bằng cấp và thoát nước. Với công trình này thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị cụ thể hơn về vấn đề chống sét. Hệ thống chống sét tiếp địa sẽ là một chuỗi các cáp dẫn trở kháng thấp được liên kết với nhau và dẫn truyền xuống mặt đất. Với hệ thống này, khi có sét thì dòng sét sẽ được dẫn truyền xuống mặt đất một cách an toàn nhất, đảm bảo an toàn về người và thiết bị điện. Đặc biệt là trong hồ sơ này thì chúng tôi sẽ còn có bản thống kê các thiết bị điện và nước được sử dụng ở công trình một cách chính xác nhất, tránh việc mua thừa hay là mua thiếu. Cuối cùng thì sẽ là dự toán công trình. Vấn đề chi phí là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi thi công xây dựng. Chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị, chi phí thiết kế gói kiến trúc của Mahome là 145.000 trên 1m². Ngoài ra thì sẽ còn có gói thiết kế sơ bộ, gói VIP và nếu quý vị quan tâm thì Mahome sẽ báo giá cụ thể hơn. Trường hợp khách hàng ký hợp đồng thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ miễn phí 100% chi phí thiết kế.
Với những công trình thi công xây dựng ở khu vực miền Nam thì thông thường chi phí sẽ cao hơn miền Bắc, một phần là do chi phí nhân công xây dựng cao hơn. Bên cạnh đó thì chi phí xây dựng cao hơn hay là thấp sẽ còn phụ thuộc vào kích thước loại mái, loại móng, vật liệu loại 1 hay là loại 2 v.v. Nên để chính xác thì chúng tôi sẽ tiến hành bóc tách khối lượng vật liệu xây dựng sau khi đã triển khai hồ sơ, thông tin minh bạch rõ ràng cho nên là quý khách hàng có thể yên tâm và dễ dàng xem qua. Vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình chú Nhiều có địa chỉ tại Đồng Tháp. Rất là hy vọng thông qua những video đăng tải trên kênh YouTube của chúng tôi thì quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích về việc lên ý tưởng ngoại thất cũng như là bố trí công năng cho công trình. Nếu có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 0964458888, 0828133333. Nếu trao đổi trực tiếp với các kiến trúc sư thì quý vị có thể di chuyển đến văn phòng làm việc của chúng tôi. Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh là 162-164 Cộng Hòa, phường 12 quận Tân Bình. Còn địa chỉ tại Hà Nội là 180 Vạn Phúc Hà Đông. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là dễ dàng cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mãi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.